Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc New Slim Beauty. Thuốc giảm cân New Slim Beauty được nghiên cứu và sản xuất bởi Học viện Quân y, sản phẩm hiện nay được khá nhiều người quan tâm tìm kiếm. Vậy thực sự sản phẩm này của Học viện Quân y có mang lại được hiệu quả giảm cân thực sự hay không? Hãy cùng blog trị bệnh khám phá qua bài viết sau: thuốc giảm cân New Slim Beauty có nguồn gốc từ đâu? Sản phẩm giảm cân New Slim Beauty không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ và giúp giảm cân cho người sử dụng. Thuốc giảm cân New Slim Beauty được nghiên cứu và sản xuất trực tiếp tại Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sản xuất Thực phẩm Chức năng của Học viện Quân y. Sản phẩm được chiết xuất vào bào chế hoàn toàn từ những dược liệu thiên nhiên nên rất lành tính với người sử dụng. Thành phần bên trong mỗi viên thuốc giảm cân New Slim Beauty, thuốc giảm cân New Slim Beauty do Học viện Quân y điều chế hoàn toàn từ 100% nguyên liệu từ tự nhiên. Các thành phần chính có trong sản phẩm là lá sen, là thảo dược sử dụng trong nhiều bài thuốc. Các tinh chất trong lá sen có tác dụng phòng ngừa và điều trị béo phì, cao huyết áp, mỡ máu và các bệnh liên quan đến đường tim mạch. Viêm tắc túi mật, nấm, chitosan, các thành phần trong nấm có tác dụng loại bỏ lượng cholesterol thừa có hại cho cơ thể. Chè xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hạn chế quá trình lão hóa, cùng với đó các tinh chất trong chè cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Thanh lọc chất độc trong cơ thể hiệu quả, hạt lựu, lựu bổ sung nhiều vitamin B1, B2, làm da trắng hồng và săn chắc từ bên trong. Vitamin B1, B2 giúp thúc đẩy đốt cháy chất béo trong cơ thể, giảm cân nhanh chóng, vỏ măng cụt. Có tác dụng giữ da tươi tươi trẻ và hấp thụ chất béo trong cơ thể, tinh chất collagen, tham gia vào quá trình tái tạo da. Ngăn lão hóa giúp da luôn hồng hào tự nhiên, L-Systane, tái tạo và làm trắng da, L-Carnitine Fumarate. Vận chuyển các axit béo trong cơ thể đến các cơ quan để cung cấp năng lượng cho cơ thể, thuốc được điều chế từ những tinh chất thiên nhiên. Công dụng của thuốc giảm cân New Slim Beauty. Thuốc giảm cân New Slim Beauty là thành quả của quá trình nghiên cứu công phu của các bác sĩ tại Học viện Quân y. Sản phẩm được chế tạo bởi 100% các thành phần từ thiên nhiên, khi kết hợp sử dụng thuốc với chế độ ăn uống và luyện tập đúng cách sẽ giải quyết được vấn đề cân nặng và vóc dáng cho chị em. Kèm theo đó là các vấn đề bệnh tim mạch, mỡ máu hay cholesterol trong cơ thể cũng được cải thiện. Cùng với những tác dụng trên thì sản phẩm này còn giúp làm đẹp da, giúp da căng mịn, săn chắc nhờ cung cấp collagen giúp trẻ hóa làn da. Do sản phẩm được làm từ sản phẩm tự nhiên nên tác dụng của sản phẩm còn tùy thuộc vào thể trạng của cơ thể và cơ địa mỗi người nên có thể có hiệu quả khác nhau. Quá trình tác động của sản phẩm đến cơ thể, thuốc giảm cân New Slim Beauty là thành tựu của tập thể chuyên gia. Bác sĩ của Học viện Quân y trong nhiều năm khi sử dụng thuốc giúp giảm cân theo cơ chế giảm cảm giác thèm ăn, tăng đốt cháy chất béo trong cơ thể, loại bỏ các loại chất béo xấu trong cơ thể, giúp cơ thể có vóc dáng thon gọn, hoàn hảo. Đồng thời thì sản phẩm này cũng cung cấp cho cơ thể collagen giúp tái tạo làn da căng mịn, trắng hồng. Sản phẩm thuốc giảm cân New Slim Beauty hướng đến khách hàng nào? Đây là sản phẩm phù hợp với những người muốn có được vóc dáng hoàn hảo cho cơ thể, đặc biệt là các chị em bị thừa cân, béo phì, có mỡ tích tụ ở vùng bụng, eo, đùi, bắp tay. Viên uống này cũng có tác dụng tốt với những người có mỡ máu, huyết áp cao hay là bị bệnh tiểu đường. Cách sử dụng viên uống giảm cân New Slim hiệu quả. Để sử dụng thuốc giảm cân New Slim Beauty một cách có hiệu quả, bạn cần làm theo hướng dẫn sử dụng sau. Sử dụng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên và uống trước khi ăn khoảng 30 phút, kết hợp việc sử dụng sản phẩm với chế độ ăn uống. Tập luyện, không sử dụng đồ ăn cay nóng, dầu mỡ khi thực hiện giảm cân, cung cấp đủ nước cho cơ thể. Tuyệt đối không bỏ ăn, nhịn ăn khi không có sự cho phép của bác sĩ. Thuốc giảm cân New Slim Beauty có tốt không? Để đánh giá được sản phẩm có tốt hay không thì cần phải xem xét nhiều yếu tố để có được đánh giá tốt nhất. Sản phẩm này đáp ứng được sự an toàn với sức khỏe và mang đến công dụng tuyệt vời cho cơ thể. Thuốc giảm cân New Slim Beauty có tốt không? Hiệu quả tuyệt vời, chăm sóc sức khỏe toàn diện cả dáng và da. Thuốc là sản phẩm nghiên cứu cấp quốc gia của Học viện Quân y với sứ mệnh giúp đỡ khách hàng có được vóc dáng đẹp nhất. Được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, an toàn tuyệt đối với người tiêu dùng, phù hợp với cơ thể người Việt. Những thành phần có trong mỗi viên thuốc giúp giảm mỡ, béo hiệu quả, bên cạnh đó thì collagen, chitosan trong chiết xuất nấm giúp ngăn lão hóa da, làm đẹp da từ sâu bên trong, giúp da trắng đẹp căng tràn sức sống. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, sản phẩm này được chiết xuất từ tự nhiên, do Học viện Quân y nghiên cứu nên có đủ các chứng nhận về sức khỏe và lưu hành của Bộ Y tế. Thuốc giảm cân New Slim Beauty không có bất cứ tác dụng phụ nào cho cơ thể nên khách hàng có thể an tâm sử dụng để giảm cân giữ dáng. Sản phẩm có hiệu quả nhanh, giúp khách hàng giảm cân hiệu quả chi trong vòng 1-2 tháng, phản hồi khách hàng sau khi dùng thuốc giảm cân New Slim Beauty. Chị Điệp ở Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận xét về hiệu quả sản phẩm này như sau: cơ địa của tôi khá khó giảm cân và tôi rất thích ăn những món ngọt.
nên vóc dáng thon gọn là một điều mơ ước. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc giảm cân New Slim Beauty, vóc dáng của tôi dần thon gọn mà da không bị chảy xệ, nhăn nheo, được đẹp cả dáng và da. Chị Linh ở Phú Thọ có phản hồi khi được hỏi về hiệu quả của sản phẩm như sau. Tôi bị mỡ trong máu cao do thừa cân, nhưng từ khi sử dụng sản phẩm thuốc giảm cân New Slim Beauty thì lượng mỡ máu đã giảm rõ rệt. Vóc dáng cũng thon gọn và làn da cũng trở nên trắng sáng hơn trước. Phản hồi của khách hàng về sản phẩm. Tác dụng phụ của thuốc giảm cân New Slim Beauty, viên uống giảm cân này được điều chế từ những thành phần thiên nhiên và những thành phần này đều rất lành tính với cơ thể. Do vậy mà nó không gây ra các tác dụng phụ nào hay khiến người sử dụng cảm thấy mệt mỏi. Theo như nhà sản xuất cam kết thì sản phẩm này không có bất cứ tác dụng phụ nào với người sử dụng. Dù cam kết như thế nhưng bạn cũng không thể tự ý sử dụng các sản phẩm giảm cân một cách bừa bãi. Bởi vì người dùng có thể gặp mẫn cảm, kích ứng với các thành phần trong sản phẩm để tránh gây ra những tác dụng phụ không mong muốn với cơ thể. Thuốc giảm cân New Slim Beauty có giá bao nhiêu? Hiện nay thuốc giảm cân New Slim Beauty của Học viện Quân y được bán tại khá nhiều địa chỉ tại Hà Nội mà chưa có các chi nhánh ở tỉnh thành khác. Bạn có thể đặt mua sản phẩm này tại các trang web uy tín trên mạng hay qua các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên bạn cần tìm hiểu các trang bán hàng này để xem có uy tín và chất lượng hay không. Thuốc giảm cân New Slim Beauty đang được bán với giá trên thị trường là khoảng 300.000 đồng Việt Nam, hộp 30 viên. Trên đây blog trị bệnh đã thông tin chi tiết và đánh giá thuốc giảm cân New Slim Beauty có tốt hay không. Đây là sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, vừa giúp giảm cân hiệu quả cho cơ thể mà lại tốt cho làn da. Để có kết quả tốt nhất, các bạn hãy sử dụng sản phẩm này cùng với chế độ ăn uống và tập luyện cơ thể để có hiệu quả tốt nhất. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.